Oh, hello my friends. Now I always look back. Và bây giờ nó đã tốt hơn rất là nhiều, 100 lần nhân thai gì đó. Nó tốt hơn rất nhiều và so với hồi nãy. Và bây giờ mình sẽ làm một cái thách cho mọi người. Thực ra là mình tính đang nghĩ đầu về mình không biết làm gì đây bây giờ. Vào lúc trời mưa sẽ biết làm gì, mình không thể nào một ngồi một góc mà mình khóc. Khóc gì mà khóc. Ngớ ngẩn. Và mình thử thách hôm nay đó là mình sẽ ăn một vài cái bánh. Một cái bánh màu rất là quen thuộc với mọi người này. Có thể là mọi người, mình chỉ cần khoe ra thôi là mọi người biết hết luôn, đó là mọi người biết bánh gì luôn. Đó là rất là tuổi thơ. Và hầu như là học sinh ai cũng ăn hết. Và sinh viên thậm chí mình cũng ăn thôi. Và mọi người đoán thử ơi, hôm nay mình sẽ ăn bánh gì? Bánh nào sẽ là ngon nhất, ngon số 1 trong cái đám này? Và thôi để mình đó, đây là mình sẽ ăn bánh slay vị táo vị. Vị BBQ. Cuba là bánh vị classic. Và thật ra là mình chưa bao giờ ăn cái kiểu classic bao giờ. Và cái bánh này cũng ăn rất là ít. Xíu. Ok là sẽ tính là không. Nhưng cái bánh này cái gì mà chắc chắn lắm. Cái hẹn của bánh vị kia nó ăn rất là ngon. Nhưng mà cái bánh này mình chưa hề ăn luôn. Nên là bây giờ nó đổi, mình cũng đòi thử ăn lại. Xem như là mình chưa trải sự đời. Hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề ngày hôm nay vào trong một ngày mưa. Đó là mình sẽ ăn thử xem cái bánh 10 năm rồi mình chưa ăn nó sẽ có vị như thế nào. Và nếu mà mọi người vào trong Circle K hay là những cái đồ quán đó nha, mình la lên: "Hey, mình đã không ăn cái đây 10 năm." Chắc là người ta sẽ cười. Đồ không ăn 10 năm. Nên mình sẽ kiểu ok, nếu mà mình không ăn thì bây giờ mình sẽ ăn. Mọi người mà xin lỗi. Mình ăn lén. Cái bánh đầu tiên mình sẽ sử dụng cái bánh đó là Lay's và cái vị classic nhất. Cái vị đầu tiên có thể nói là mình theo mình nghĩ nha, đó là cái vị nó sẽ không chỉ là cắt thôi, là mỗi vị. Và nó sẽ cho mình, và người ta sẽ cho mình ăn mà không hề bỏ một cái gì đó vào đằng này, tại vì nó sẽ là vị khoai tây tự nhiên và natural. Nên là mình không hề mong đợi cái vị này nó sẽ rất là ngon, hoặc là chỉ là mình ăn vào và mình sẽ wow, đây là cái thứ mình cần. Và mình sẽ không thể mình mong chờ gì được. Ok, bỏ vào đây một xíu nè. Mình sẽ nên bỏ thêm chút xíu lắm chứ mình không để nào bỏ chút xíu đây. Mình vừa bỏ cái này ở đây vừa rớt xuống bàn và mình lụm lên đó, mà không biết cái bàn nó sẽ dơi không, mà không biết, nhưng mình bỏ ở đây. Nên là bỏ qua cho mình nha. Bây giờ mình sẽ ăn lại từ đầu, đó là mình sẽ ăn cái vị đầu tiên. Mình sẽ thử. Như cái chảo này, trong cái chảo. Shit. Vừa làm một cái chuyện mà cực kỳ ngu ngốc. Đó là mình đã làm đổ hết trên bàn. Để cho mình cho mọi người coi. Đó. Oh my god. Cái bàn của mình đó, bây giờ nó tùm lum hết rồi. Mình để hết bánh như đây và bây giờ nó còn một đống trên đây nữa. Bây giờ mình phải dọn hết lại và mình sẽ không bỏ. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nó đầu tiên. Mình sẽ lựa cái bự nhất. Cho điểm của cái bánh này, của cái nhà máy này, mình sẽ cho 9 trên 1 là 10 trên 10 luôn. Tại vì họ cắt một cái bánh ra một miếng khoai tây này rất là mỏng, nó đẹp đó mọi người. Mình cho mọi người thấy không? Wow, nó rất là theo cái đó, nếu mà nó rớt xuống bàn nó sẽ không hề bị dơ gì cả. Đây, mọi người thấy không? Nó sẽ theo hình Pythagore, đúng rồi. Pythagore. Tôi sẽ gọi là Pythagore, nó là PowerPoint. Wow. Oh wow.
cái vị mọi người nghe nó rất là cảm giác như là nó rất là thư giãn nếu mà mọi người nghe vào buổi tối này trong một chiều mưa này. Cái vị của bánh này mình nghĩ là mình sẽ không thích cái vị của slay này, vị classic này. Cảm giác như là nó bỏ muối. Mình nghĩ là chắc là cho chừng 5/10 hoặc 6/10 thôi. Cảm giác là nếu mà mình có nó cũng được, hoặc là có không có nó cũng được. Và trong cái trong ba món hàng thì chắc là mình sẽ mua vào cái vị khác chứ không hề là muốn ăn cái vị này, này tiếp. Mặc dù kiểu như là yeah fine, yeah that's good. Ok, đến với cái bánh này mình sẽ mở ra. Chắc chắn mình đoán là nó sẽ tốt hơn cái bánh này. Yo, ráng mà giữ hình dáng cũ đi, nếu không mình sẽ đổi nếu mà mày dở. Sao bây giờ nó lại khó mở? Cái tay của mình nó trơn và mình không thể không phải như thế này nha. Mình thấy không? Mình muốn cái, mở cái kiểu như thế này ăn sẽ ngon hơn. Và mình đổ lên đây. Không không. No. Mình muốn thử cái vị đầu tiên. Nó sẽ phải vô cái tay của mình. Đặt lên. Wow. Cái vị này ngon hơn cái classic quay kia này. Cái chim này dở, còn cái này ok hơn. Ô, mình thấy từ cái vỏ bánh ok ha, bắt đầu rất là bắt mắt và hình dạng rất là đẹp. Và cái bánh nó cũng rất là mỏng và ăn vô rất là giòn. Nếu mà mình lần sau mình vô thư thị hay gì đó, mình lựa chọn ăn bánh hay gì đó và mình sẽ la lên với nhân viên. Hey, đây cái bánh ok không? Ủa nhanh. Oh wow. Oh, sorry. Mình vừa nói nhầm là mình vừa nói ăn spoka. Nên là mình phải slay. Phải slay không mà mình phải tìm cái vị này. Mình nói lại, ok, mình nói lại được chưa? Hey, ở đây có bánh slay không? Vị BBQ nướng. Yo, và không biết người ta sẽ đưa như thế này cho mình. Mình sẽ có thể lấy và trả tiền. Trả tiền lên. Nếu mà cho điểm cái này thì ráng là cho rất là khó để cho rất là điểm cao. Tại vì nếu mà mình thật sự ngon á, mình ăn vào mình sẽ cảm giác được trong đầu mình sẽ nghĩ nó số là wow, thật sự rất là ngon. Nhưng mà cái này ngon đó, nhưng mà kiểu là chưa thật sự đến cái ngưỡng của mình. Mình là khán giả khó tính, giám khảo khó tính luôn. Nên là nếu mà cái nào ngon thật sự là chạm đến trái tim mình là mình sẽ nó ngon liền. Nên mà cái này là thật sự là chưa đến mức đó, nhưng mà mặc dù nó cũng là ngon hơn cái bánh. Mười hiểu ý mình rồi đó. Nếu mà cái bánh classic này cho 6 điểm đến 10/10 thì cái này mình cho tầm 7/10. Không biết, nhưng mà tại trong đầu của mình nghĩ đến số này thôi, nên chứ mình thật sự là cũng không biết, nhưng mà tại vì nó là 7/10 cũng là một con số khá là tốt. Khá học số. Nếu mà mình đi học cấp 3 nó sẽ cho là đây là con số khá. Ăn mấy cái bánh này làm mình khô miệng quá. Có nên trừ điểm cái này không? Chứ mình ăn cái này xong mình khô điểm quá. Và bây giờ hết nước nữa. Và đến với cái bánh cuối cùng. Nó bánh này vị trong biển. Mình mong chờ nhất. Mình mong chờ nhất cái vị này. Cái vị này hồi trước là không làm mình thất vọng. Chỉ là mình ăn nó, rồi mình muốn trả thêm tiền để ăn cái này nữa. Và mình nghĩ là hey, wait, where is my wallet? Let me take it and pay it. Here. Yo. Kiểu như là này nè mọi người. Kiểu như thế này. Yo. Yo. Ta kiểu như là cái bánh rất vị rất là ngon và mình hề luôn. Nhưng mình có thể ăn hết 10 bịch nếu như là có. Nhưng mà có một điều nó ra rồi. Trừ cái điểm đó. I'm sorry. Sorry nữa. Mình sẽ ăn theo cái kiểu hồi nãy là mình sẽ mở như thế này. Chứ mình sẽ không mở kiểu kia. Bởi vì cái bánh này mở như thế này là đúng nhất. Ủa, cái tay của mình chưa? Cái tay của mình chưa? Không mở được, không mở được. Thôi, mình sẽ không mở cái đó, mình sẽ mở cái này.
Mình cần cái bánh này quay lại chứ lại. Nếu không mà mình sẽ không cho nó điểm quá cao nữa như trước. Cái nấm này, cái kim bắp này hoặc là cái gì đó không quan tâm. Và thứ hai, tại sao nó lại có cái đũa này? Nếu mà mọi người, nếu như họ làm cái bánh này hình này bự hơn, nó sẽ cảm giác, mình sẽ cảm giác là nó sẽ ngon hơn là sẽ như bỏ hai cái này vào. Nó không có hề liên quan gì hết. Và cái thứ ba, cái màu xanh này cảm giác nó không còn đúng cái vị cái mọi người có thể nghe thấy mình. Nếu mà mình ăn cái này của rong biển, nó không hề đã đúng không mọi người? Nó cảm giác nó bị cứng. Còn cái này của Classic đây, không có gì hết. Nó sẽ có cái gì đó, nó sẽ mỏng hơn. Nên là nếu mà cho điểm được cái này chắc mình chỉ cho 7 thôi, chứ không còn như là hồi trước 8, 9 như trước nữa. Mình chỉ cho 7 vào bằng với cái điểm này của cái này thôi. Dở rồi, nó dở rồi. Mặc dù mình dở mà mình ăn, nhưng mà tại vì mình vẫn phải ăn thôi, thì mình mua. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình sẽ bỏ cái này ăn chung với Oreo sẽ như thế nào ta? Mình sẽ bỏ chung với Oreo. Mặc dù bánh hơi mềm một chút. Mình cảm nhận liền cái vị của Oreo và mình cắn vô cái đồ giòn. Nó sẽ hơi nghiêng về kiểu là Oreo giòn chứ không phần này là. Giống như là Oreo được bứt thêm giáp. Thế tục nhập. Ê mọi người thấy không? Đúng như mình nói. Cái này nó sẽ nghiêng về của Oreo hơn. Và cái vị của Boca này nó hoàn toàn Boca nữa. Tại sao mình nói nãy giờ là Boca? Nó sẽ có bánh tay này, nó sẽ mất cái vị hợp đi luôn. Hoàn toàn mất luôn. Nhưng mà nó cái Oreo nó lại như là được bứt giáp nhưng hai lần. Nhưng mình cũng muốn thử xem. Nếu mà Oreo mình sẽ ăn chung với cái bánh, không phải bánh của rong biển, mà mình sẽ ăn chung với cái bánh này, của bánh này mình sẽ ăn như thế nào? Mình cá là nó sẽ cái gì đó của BBQ, nướng BBQ Brazil hơn. Nó lại khác nha. Nó lại ra được cái vị, mình có thể cảm nhận được cái vị của BBQ. Nó sẽ Oreo BBQ. Còn cái bánh cuối, theo mình nghĩ là chắc nó sẽ vô cái rạn của mình với sô-cô-la. Nếu mà mọi người vẫn chưa thấy trong cái trường hợp mà mọi người có thể coi lại. Còn mọi người nếu mà sẽ rất là xấu. Vô theo của Oreo luôn quá chứ. Tại vì nó chỉ toàn là muối và Classic thôi mà. Nên mình không biết, nhưng mà mình cũng phải ăn thử cho mọi người xem. Mình sẽ làm theo một cái bánh pizza 7 tầng. Đây là cái lớp ngoài Oreo. Oreo. Oh, để mình kiếm cái bự. Đây, mình thử. Đây là Oreo Lay's và Classic Lay's. Thật sự nếu mà mình ăn cái này, hồi nãy mình làm thêm một cái bánh hamburger Lay's và Oreo, cảm giác ăn gì không có gì hết. Nó hoàn toàn mất luôn cái vị của Oreo luôn mà mình không hề cảm nhận được. Một bánh Slay đúng là mình cảm nhận được một chút xíu cái vị mặn mặn và cái vị của Slay, cái của Classic này. Nhưng mình hoàn toàn cảm nhận được nó cảm giác là ăn như giấy vậy đó. Mình sẽ ăn thử cái này kiểu này, nhưng mà mình thử cái kiểu này. Tại sao mình ăn cái kiểu này, cái này chung với cái Oreo này, cho qua này, mình hoàn toàn mất cái vị luôn. Mất cái vị của hoàn toàn của Oreo và mình hoàn toàn không có cảm nhận được nó luôn. Wow. Một cái hay. Và cái này nếu mà mình ăn chung cái kiểu của hamburger thì nó sẽ khác không ta?
Lúc này mình cảm nhận được cái vị của trong biển rồi ha. Mà ha, cái Oreo mình cảm nhận thì chỉ giúp phần cái bánh thôi, chứ mình không có cảm nhận cái phần sô-cô-la luôn. Và tất cả cái bánh trên bàn mình đã ăn hết rồi, và tất cả các kiểu mình đã thử trên bàn rồi. Và hy vọng mình sẽ không bị đau bụng tối nay và ngày mai gì đó. Và cái tóc của mình. Ok ha, bye bye. Mọi người like, share video này nữa. Đừng có quên nó để cho mọi người biết. Để cho mọi người khắp nơi trên thế giới. Không, không phải khắp nơi trên thế giới mà là ở Việt Nam thôi. Biết được đến mình. Ok, cảm ơn ha. Bye bye. Bye bye.